Bình Liêu là huyện miền núi biên giới có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Quảng Ninh. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương chính sách phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bình Liêu được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn. Với đặc thù là huyện miền núi biên giới có hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xác định rõ việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc sẽ góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, làm thay đổi căn bản diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Bình Liêu đã từng bước cụ thể hóa và vận dụng tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, bước đầu đem lại hiệu quả khá rõ rệt. Về phát triển kinh tế thì đối với xã hiện nay thì đang tập trung hỗ trợ cho bà con các cái dự án phát triển sản xuất và tập trung đầu tư các cái công trình hạ tầng phục vụ dân sinh để người dân thuận tiện đi lại và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đối với các cái chế độ chính sách về an sinh xã hội ấy thì cũng được cấp ủy chính quyền xã là triển khai đầy đủ và kịp thời đến các cái đối tượng người dân được thụ hưởng, thì qua đó đời sống của người dân trên địa bàn thì cũng từng bước được nâng lên. Là huyện còn nhiều khó khăn, do vậy việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bình Liêu coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời lồng ghép triển khai hiệu quả nguồn vốn của các chương trình hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh với dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở các vùng đặc biệt khó khăn. Từ hiệu quả của việc triển khai các chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tác động tích cực, làm chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức cho người dân và là động lực để nhiều hộ gia đình đồng bào tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Thấy cây ổi có hiệu quả kinh tế cao, tôi lấy giống ở Hoành Bồ về. Xong tôi trồng được đến đây là 5 năm rồi. Hiệu quả nó kinh tế gấp 3 đến 4 lần là trồng lúa đấy. Vâng, nhờ có cây ổi này mà nhà tôi đã thoát được nghèo và xây được một ngôi nhà là 2 tầng rồi. Một năm cô thu trung bình là từ 6 đến 70 triệu mỗi một vụ. Đấy là tính theo vụ thôi. Mà một năm nó cũng cho 2 vụ. Với quyết tâm và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của người dân cùng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh lên đến hơn 154 tỷ đồng cho chương trình 135 và 15 tỷ 835 triệu đồng cho chương trình nông thôn mới, huyện Bình Liêu đã phân bổ vốn để thực hiện và triển khai nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Từ nguồn vốn hỗ trợ này, hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số có thêm vốn, tư liệu sản xuất cũng như được trang bị kiến thức để phát triển kinh tế. Nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi của bà con đã được hình thành, phát triển như mô hình nuôi gà, dê, trâu, bò, ong mật, các mô hình phát triển vùng trồng rau an toàn, mô hình trồng cây ăn quả như ổi, cam, thanh long, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Là hộ nghèo của xã Lục Hồn, trước đây gia đình anh La Ngọc Trung kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào lúa, thu nhập không đáng kể. Năm 2017, qua tìm hiểu, anh được biết đến mô hình nuôi gà trứng thương phẩm. Anh Trung mạnh dạn vay vốn đầu tư, mua 200 con gà để phát triển kinh tế. Lứa gà đầu tiên của gia đình nuôi thành công, anh Trung mở rộng quy mô, đồng thời trồng rau sạch, mang tây nuôi lợn. Đến nay, kinh tế của gia đình anh Trung dần ổn định. Em đang chăn 1.000 con gà thì cũng có dự định là sẽ mở rộng quy mô. Thì cũng rất mong là được các cơ quan chính quyền cũng như là đoàn thanh niên quan tâm hỗ trợ. Đầu tiên là về cái vốn, thứ hai là cái đầu ra, kỹ thuật. Bản thân thì em là học nghề chăn nuôi thú y ra. Nên là kỹ thuật thì em cũng có một phần là được học hỏi, được có một chút kinh nghiệm.
nhưng mà rất mong là được các cơ quan chính quyền cùng các đoàn thể quan tâm để em phát huy cái nội lực cũng như là cái thế mạnh của em. Nhận thức được vai trò của công tác giáo dục và đào tạo, cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm, động viên, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc tăng cường dạy học cho trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Liêu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức các đợt tập huấn, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại huyện Bình Liêu. Để nâng cao chất lượng dạy học trong thời gian vừa qua thì nhà trường cũng phối hợp rất là nhiều biện pháp. Thứ nhất là về công tác chăm sóc nuôi dưỡng, tức là để hạ tỷ lệ trẻ suy dưỡng cho trẻ thì nhà trường cũng thực hiện đồng bộ rất là nhiều giải pháp. Ví dụ làm tốt công tác bán trú, thay đổi thực đơn ăn hàng ngày để cho các cháu hứng thú và đảm bảo tỷ lệ các chất dinh dưỡng theo quy định. Về chương trình chăm sóc giáo dục thì nhà trường thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của ngành giáo cấp trên là thực hiện chương trình giáo dục sau sửa đổi. Các chính sách đặc thù cho vùng dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện thời gian qua đã đem lại nguồn lực to lớn, giúp huyện Bình Liêu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo điều kiện để các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, giúp địa phương hoàn thành mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020, thì Đảng bộ huyện được sự quan tâm rất lớn của tỉnh và trung ương. Cho nên là chúng tôi đạt những kết quả rất là tích cực. Kinh tế xã hội thì bình quân đến thời điểm này chúng tôi qua tổng hợp thì giá trị gia tăng là 13,3%. Thu ngân sách, đặc biệt là phần thu nội địa, bình quân hàng năm là tăng trên 20%. Cơ cấu kinh tế thì chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Tỷ trọng ngành dịch vụ thì tăng cao và chiếm tỷ trọng lớn. Hiện nay là chiếm gần 50% trong cơ cấu kinh tế. Cái tiến bộ mà chúng tôi cho là rất lớn trong nhiệm kỳ này, đó là cái tỷ lệ giảm nghèo. Nếu như đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Liêu là 30%, thì tới cuối nhiệm kỳ, con số này là 5%. Trong thời gian tới, huyện Bình Liêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực, chủ động, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện Bình Liêu cũng chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, người dân tộc thiểu số, chăm lo xây dựng và giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Có thể nói, trong những năm qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách về dân tộc đến với đồng bào, nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chính sách dân tộc được triển khai ngày càng phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng cao, đồng bào các dân tộc vùng cao Bình Liêu ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới và chung tay xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.